Rồi. Câu thứ ba của Dương Tài Trung: Thư sư, tại sao Phật biết bữa cơm của Chun Đá có vấn đề mà Ngài vẫn thọ dụng? Sư quên ha, cái câu này sư đã trả lời rất là nhiều lần rồi. Là bởi vì á, thứ nhất là đây không phải là bữa, không phải là bữa cơm, đây là một cái bát thịt heo nha, một cái bát thịt heo. Cái vấn đề của cái bữa ăn cuối cùng Đức Thế Tôn á, là bởi vì đây là bữa ăn cuối cùng cho nên chư thiên mới cúng dường, nhào hết, đổ hết, trút hết, cúng dường hết toàn bộ chất dinh dưỡng vào trong buổi ăn đó. Cho nên á, là cái bữa ăn này á, nó quá dinh dưỡng và chỉ có cơ thể một vị chánh đẳng giác mới có thể tiêu hóa được. Và Đức Thế Tôn Ngài không phải bị bệnh do Ngài dùng bữa ăn này nha. Ngài không phải bị bệnh do Ngài dùng bữa ăn này mà cái lý do mà Ngài bị bệnh, bị kiết lỵ á, là do ở đời sống quá khứ, ở kiếp quá khứ khi Ngài còn là Bồ Tát Ngài làm một vị lương y, và do tâm bất thiện khởi sanh, Ngài đã cho người ta dùng cái loại thuốc tiêu chảy đến chết. Chính do cái nghiệp bất thiện năm xưa đó, cho nên là ở kiếp sống cuối khi Ngài còn phải mang thân nhân loại, còn có danh có sắc, thì Ngài phải chịu quả của quá khứ, chứ nó không có dính dáng gì đến bữa ăn cuối hết trơn á. Do đó ở trong Trường Bộ Kinh Đại Bát Niết Bàn á, Đức Thế Tôn mới nói là này Ananda, nếu như có ai á, nói với Chun Đá là vì bữa ăn của ngươi á, mà Như Lai bị bệnh á, thì hãy nói với Chun Đá rằng ở đời này có hai bữa ăn là có nhiều phước nhất, chính là bữa ăn của nàng Suchata và bữa ăn của Chun Đá. Cho nên á, vì bữa ăn của nàng Suchata là bữa ăn đầu tiên trước khi mà Ngài thành chánh, trước khi Ngài chứng đắc đạo quả chánh đẳng giác, còn của Chun Đá là bữa ăn cuối cùng, thì đó là hai bữa ăn có nhiều phước nhất. Đức Thế Tôn sở dĩ kêu đem đổ bỏ là bởi vì nó quá dinh dưỡng, ngoài cơ thể một vị chánh đẳng giác không còn ai có thể tiêu hóa được cái bữa ăn đó cả, chứ không phải là nó bị độc đâu. Rồi câu thứ ba.